Rồi, Trường xin mến chào toàn thể quý vị, anh em đang quan tâm và theo dõi kênh nhé. Thì trong video lần này, mình hôm vừa rồi thì mình cũng nói anh em là mình có dòng phục hồi lá me anh em. Thì mình phun trải nghiệm và rất nhiều trên rất nhiều cây, bởi vì vườn mình hôm trước là dính mất khoảng tầm 500-600 cây mai nó bị phạm phân phạm thuốc anh em. Một là mình bị phạm thuốc chứ không phải phạm phân. Thì một số cây thì nó tiêu, lá nó trúc này anh em. Đây, giáo ra lai nha, ra chúc này. Thì sau khoảng tầm, cây này mình phun khoảng tầm 4-5 lần anh nha, 4-5 lần luôn. Thường thường mình khuyên cáo anh em là phun 3 lần. Thì chủ lực cái video này của mình á, là muốn anh em nào đang sử dụng cái dòng phục hồi lá me của mình nhá, thì vui lòng là bình luận lại bên dưới, vì hôm vừa rồi mình bán số lượng nó cũng nhiều, mình sẽ không nhớ được là những anh em nào dùng để mà hỏi nha. Vì vậy cho nên là anh em nào mà đang theo dõi video này, mà có sử dụng cái dòng phục combo 4 này, phục hồi lá me này, thì vui lòng bình luận bên dưới xem thử cho mình xin cái kết quả nhé. Thì ngay sau đây là mình sẽ tải cho anh em xem. Ví dụ như những cái cây này thì sau thời gian phun là khoảng 4-5 lần anh em. Hồi nãy mình mới phun thêm một lần nữa này, nhưng mà mình cảm thấy là tược và chồi nó đi là rất ok, lá nó lớn lên hẳn. Thì một thời gian nữa thôi thì lá nó sẽ bằng lá cũ anh em. Cái dòng giả ra la đây thì lá nó lớn lắm anh em, nó lớn khoảng 3 ngón tay đến 4 ngón tay chứ cũng không nhỏ đâu. Nói chung thì mình cảm thấy là như thế này cũng ổn định rồi anh em. Một thời gian nữa thôi thì nó cũng sẽ bình thường lại. Nhưng mà hiện giờ thì nói chung là được như thế này là cũng gọi là ổn định lắm rồi anh em. Chứ còn mình đang tưởng tiêu, hôm rồi căng quá. Nói chung là sau một cú bốc ngã thì mình cũng có một liều thuốc khá bá đạo. Thì video này chủ lực là muốn anh em nào mà đang sử dụng cái dòng phục hồi lá me thì có thể là comment bên để giúp mình hiểu thêm nha anh em, xem thử hiệu quả như thế nào. Chứ còn mình nói thì đương nhiên mình nói suông một mình thì chơi gì được, nói suông thì ai nói không được anh em. Nói chung là nói suông thì ai nói, bất kỳ ai nói được, quan trọng là cái sự phản hồi của anh em. Thì sẵn tiện đây là cũng đây là một cái cây mà cây này thì năm ngoái cái tội trên u đây nha, sử dụng T90 của mình là không giống như anh em là bôi mà mình tiêm luôn, mình lấy máy khoan, mình khoan một cái lỗ xong mình tiêm T90 vào luôn. Một cây này mình tiêm hết một lọ, mà hôm năm ngoái là mình chết tiêu mất mấy cây. Xong còn một cây này thì sau quá trình điều trị khoảng tầm trên một tháng thì em nó cũng khá ok nha anh em. Đây, những cái dấu hiệu của T90 đây nha. Năm ngoái thì anh em nào xem kênh của mình cũng biết là mình test các thuốc T90 thiệt hại mất mấy cây mai nha anh em. Thì hôm vừa rồi đây mình cũng có phun dòng phục hồi lá me thì cũng ổn định lại. Nói chung thì cây này chắc phải mất vài tháng nữa để sửa lại tay cành. Năm ngoái là nó có tay cành tàn tiết rồi đầy đủ anh em. Sau một quá trình thử nghiệm T90 là cây của mình thành ra là thành bùn. Vì vậy cho nên là bây giờ mình mới phục hồi lại anh em. Nói chung là khá ok. Thì theo như mình đánh giá thì cái dòng phục hồi lá me thì cái dòng đấy là xài rất ổn định, phun cho mọi thời điểm, mọi thời tiết anh em. Thời tiết là nắng nóng anh em vẫn phun được, nhanh anh em tốt nhất là sử dụng phun được chiều mát, và đặc biệt là trên những cái phôi mai mới ghép, vừa ghép xong anh em phun vẫn được, và ghép dính rồi thì anh em vẫn phun được. Nói chung thì dòng này mình thấy khá ôn hòa, tốc độ phát triển của cây cũng khá ok, đi lắm đi mắt thì khá ok. Nhưng nó có dòng nào cũng vậy thôi, thì nó có một số nhược điểm như sau. Cái nhược điểm đầu tiên là cái dòng này nó sẽ làm cái lá lớn lên rất nhiều. Mình sẽ ví dụ là một cái lá bình thường, ví dụ cái lá bình thường là cỡ này đi nha. Thì khi mình sử dụng đến 3-4 lần mà liên tục, tốt nhất thì anh em nên đừng phun lên liên tục, anh em nên sử dụng là khoảng 15-20 ngày phun một lần, áp dụng cho quanh năm. Thì anh em đừng có sử dụng là ngày nào cứ 3-4 ngày anh em phun liên tục, 3-4 ngày anh em phun liên tục. Thứ nhất là lớn cái lá lên, là mà lớn cái lá lên ấy, thì cây mai mà quá lớn lá thì cũng không phù hợp. Mình nói thiệt, cây mai mà lớn lá quá là không phù hợp, bởi vì thứ nhất là nó sẽ chịu ảnh hưởng tác động của gió. Khi mà gió nó thổi ấy, hôm vừa rồi anh em phải hiểu là mùa này nó đang tháng 3, thì khu vực ở Gia Lai mình và Lê Cưu thì mùa này là nó rơi vào cái thời điểm là mưa đầu mùa, và trong những cái mưa đầu mùa là lượng gió lên rất kinh nha, gió rất là bá đạo. Mà gió mà bá đạo như vậy mà cái lá mai là lớn á, thì thứ nhất là nó thổi bay hết cành. Hôm rồi nó thổi mình văng salon, mình phải đi chặn lọc hết này nha, chặn toàn diện này, chứ không là nó thổi, có cây nó thổi lật gốc luôn. Nó tóm lại là gặp chúng mất trận gió lớn thổi lật gốc. Thứ hai là cái lá mà lớn quá, nếu như anh em mà sử dụng thường xuyên liên tục, cái dòng lá nó khi mà lớn quá lên á,
nó dày, đồng ý với anh em là nó dày lên, là lớn lên thì cây mình nó sung. Nhưng ngược lại nó có một số nhược điểm, ví dụ như là lá mà là lớn ấy, thì cái lượng lá sẽ không được nhiều, buộc lòng và nó kín trong ngày thì nấm bệnh nó hay trong ngày, tức là nó kín cây quá nha, nó kín cây quá. Cho nên là anh em nếu mà đang sử dụng dòng thuốc combo 4 phục hồi lá me của mình thì anh em nên là để ý một số vấn đề. Khi cây mình phun vào nó ra được cái tình trạng là ổn định rồi thì anh em khoảng 15 đến 20 ngày anh phun một lần, hoặc một tháng anh phun một lần để tiếp sức cho nó, gọi là bổ sung dinh dưỡng. Chứ tuyệt đối thì anh em không nên sử dụng là phun liên tục nha, bởi vì mình với bị mắc một cái trận là phun liên tục, cho nên là có một số cây miền Tây lá lớn lên rất nhanh luôn. Mình phải nói là lá nó bự, lá lớn lên mà mình cảm thấy nó hơi căng một tí, bởi vì khi nó lớn quá thì nó cũng không phù hợp đâu anh em. Khi mà lá mai mà quá lớn thì cũng không đạt. Còn ví dụ như các dòng mà khi anh em ghép như thế này thì đều có thể phun được. Phun như thế này là tránh héo vào buổi trưa, thứ hai là tránh phạm phân phạm thuốc. Dòng này thì nó trị được cả vấn đề là phạm phân phạm thuốc, phạm kinh dễ, phạm nước, uống nước ứ nước, thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng hoặc là mưa nhiều. Và tóm lại là dòng này nó không phải dòng kích thích nha anh em, hiểu dòng này không phải dòng kích thích, mà đây là cái dòng là coi như hỗ trợ đẩy nhựa lên, giúp cho cây mai nó đều cây, giúp cây mai nó đều cây lên. Cho nên là ví dụ như mấy cái vấn đề mà liên quan đến vấn đề mà tắc nghẽn, ví dụ như mình chăm sóc cây mai bị gà đơ hoặc bị vàng lá, mà vàng lá không phải do bệnh vàng lá nha. Nếu như mà cái cây mai bị bệnh vàng lá thì anh em phải mua thuốc bệnh mà phun nha, chứ anh em phun cái này sẽ không hết. Cái này nó chỉ chữa, nó không phải là thuốc bệnh, cho nên nó không chữa được các loại bệnh. Cũng giống như là nó không phải thuốc sâu thì nó không thể phun chết con sâu được. Đó, thế nên nó chỉ là dòng bổ sung dinh dưỡng và hấp thụ lên cho cây. Nói chung thì mình không am hiểu nhiều, nhưng mình chỉ biết là phun nó lên thì cây mai, khẳng định với anh em, sau 3 đến 4 lần cây mai của anh em sẽ khác đi rất nhiều, mặc dù là cây đó là yếu hay bình thường thì nó cũng sẽ chuyển đổi đi rất nhiều. Và lượng tược đâm ra thì cũng khá ổn định nha. Giống như mấy cây miền Tây này vậy này, thì cái lực phát của nó thì nói chung là cũng ghê nha. Nói chung là phát cũng ghê, nhưng mỗi tội thì phát như thế này thì không đảm bảo, vì thời tiết ở mình đây nó khác. Những cái cảnh mà như thế này mà gặp gió thì mình nói thật anh em là xong. Bây giờ đang sấm sấm này, chắc một lát sau xong cái video đây là mình phải đi chặn hết, chứ nếu mà với tình trạng này và gặp gió anh em, nó thổi là không còn một cái lá trên đây, cái cành người ta gãy hết, nó thổi này. Hôm rồi mình bị thổi gãy nhiều lắm nha, gãy mà trúng ngay mấy cái vị trí mà ấy, nó gãy mấy thôi chứ. Rồi, tổng thể toàn thể quý vị, gặp lại anh em trong các video lần sau. Anh em nào cảm thấy mà ưng cái sản phẩm này thì có thể liên hệ trực tiếp cho mình. Và những anh em nào đang dùng thì vui lòng comment bên dưới nha. Tổng chào toàn thể quý vị.